Ngọc từ gần 10 năm nay á, tính của bạn Nam có vẻ như là không có có sự thích hợp hoàn toàn đối với Ngọc á, vì Ngọc thật sự là tính hơi trẻ con. Đôi khi không phải là trong cái cuộc cãi vã Ngọc muốn thắng hay là thua, mà lúc đó Ngọc chỉ cần một người nhường mình thôi. Hồi nãy Ngọc có bàn đến vấn đề mà uống bia uống rượu á, thì em nghĩ là thứ nhất là do mối quan hệ bạn bè rộng, thứ hai là do cái công việc tính chất của bạn nữa. Ngọc nói Ngọc uống như vậy nhưng mà Ngọc luôn biết giới hạn của mình, thì những cái người bạn trai trước á thường là không có sự thông cảm á. Các bạn nam bên đây cần phải có sự thông cảm hoàn toàn. Có cái tình huống mà hai người đi như vậy mà bạn đó, bạn nam này đi theo á, theo tính Ngọc mà Ngọc biết đi theo như vậy, Ngọc rất là giận. Hai bạn có vẻ như cũng cá tính quá mạnh. Em sợ là trong trong những cái cuộc cãi vã mà hai cá tính mạnh gặp phải nhau á, thì nó va vào nhau và nó văng luôn. Vâng, cảm ơn em. Đúng là bạn thân. Bạn thân quá ha. Đầu tiên thì chào anh Huyền Linh, chào bạn, chị Cát Tường và bạn nữ cùng chơi. Thì em là Đặng Hoàng Phong, năm nay em 26 tuổi. Em làm bên mảng thu mua. Thu mua. Rồi, nhân thu mua cái gì? Cái gì mua được và công ty cần, người ta bán em mua. Đúng, thậm chí người ta không bán em cũng mua được. Lành quá. Em giới thiệu đi. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em là Tạ Thị Bích Ngọc, năm nay em 25 tuổi. Em là nhân viên bất động sản. Thì cũng giống như vậy thôi, bạn kia làm mọi giá để người ta mua bán qua lại với nhau. Bạn làm mọi giá để mua cho nó giá nó rẻ, bán ra giá mắc. Dạ đúng rồi. Đúng không? Mình quê ở đâu bạn? Em thì em quê ở miền Tây, tỉnh Tiền Giang, ở huyện Chợ Gạo. Nghe nó Chợ Gạo nhưng dưới toàn là trồng ớt không à. Thực ra là nó có những cái vùng, có vùng thì chuyên trồng ớt, có vùng thì chuyên trồng gạo, và có vùng chuyên trồng thanh long. Ủa, gạo có trồng được hả? Trồng lúa sai ra gạo. Gói nó tắt là trồng gạo để nó liên với cái chợ gạo anh. Lành thì ghê luôn. Lành lắm, làm cái gì mà lành vậy? Vậy làm sao có người yêu được bạn? Thực ra em cũng không hiểu tại sao em không có người yêu, có thể là do em thanh quá chăng, hay là do mọi người đã nghĩ em có người yêu rồi cho nên là... Cũng có thể nghĩ là có người yêu rồi, không ai gọi là dám đúng không? Em có thích người đàn ông nói nhiều không? Không thích lắm. Không thích lắm. Tại vì em cũng nói nhiều rồi. Nhiều khi công việc người ta bắt buộc phải nói. Thì mình chỉ nói công việc thôi. Còn nếu mà bình thường mà mình nói nhiều quá, em nghe nhiều em mệt. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì hai ạ. Mối tình đầu thì hồi đó em còn trẻ con. Mối tình sau thì do em nóng tính, độc đoán quá. Là sao ví dụ? Em hay thích điều khiển bạn trai á. Bạn trai bên kia nghe cái điều khiển bạn trai thì em cảm nghĩ như thế nào? Dùng từ điều khiển thì em nghĩ là nó đã hơi độc đoán rồi. Ví dụ như có thể là hay hướng dẫn hoặc là hay chỉ bảo hoặc là hay gì đó thì được. Chứ còn hay điều khiển thì em thấy là... Chỉ bảo chỉ bảo hơn. Mà được hả? À không, ý là khuyên rồi hướng dẫn cái gì đó mà không biết, ví dụ như vậy. Mình thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Cơ bản thì là không hút thuốc. Có thuốc không? Dạ không anh. Tại em cũng nóng tính rồi. Em thích con trai chững chạc với điềm đạm một chút. Hoặc nếu mà ví dụ không như vậy được thì phải ngoan. Ngoan, làm như nuôi con vậy, ngoan. Cái này chị nói nghiêm túc nha. Chị cũng đã từng giống như em vậy, cho nên đến giờ chị vẫn ở một mình. Mình tự tin cho bản thân mình quá. Nhưng mà đàn ông là dù mình có cỡ nào cũng phải núp bóng dưới bóng đàn ông. Thì chị khuyên em vậy, chị cũng chưa chắc làm được. Vậy bởi vì em còn nhiều cái cơ hội, cái tương lai. Như chị thì là ế rồi. Họ chỉ thích thôi, tới họ quen chơi thôi, mà để lấy làm vợ họ lại không dám. Đó là chị một lời khuyên chân thành. Ủa nhưng mà sao nặng gì đâu có đâu, anh thấy cũng bình thường mà Tường. Cái từ ngoan này nó không phải là bao gồm là phải nói cái gì phải nghe cái đó. Tức là ngoan trong ngoặc kép đó. Chứ không đến nỗi là phải như con mình phải ngoan dạy cái gì bảo cái đó, không phải. Em biết làm việc nhà. Biết không? Thì việc nhà thì nó đơn giản quá, ai cũng biết. Chẳng qua là làm hay không thôi. Quan trọng là cái đó. Chẳng qua là không thích làm thôi. Chính xác. Rồi gì nữa bạn? Trong cuộc cãi vã thì phải nhường em. Còn nếu mà sau đó thì có thể nói lại thì em có thể nghe. Chị, như em chưa giới thiệu quê em ở đâu? Em thì gốc ở Thái Bình, nhà em chuyển hết vào đây rồi. Bạn trai mình có đặt ra tiêu chuẩn người bạn gái mình là người như thế nào không bạn? Em thích cái vẻ đẹp mà nó truyền thống một tí. Tin quá, em không thích cái dạng đó lắm. Cái nó truyền thống, nó đậm thấm, nó dịu dàng một tí thì nó hay hơn. Em thích cái mẫu như vậy. Ngoài cái việc mà không thích hút thuốc ra thì bạn còn không thích điều gì ở người bạn trai mình? Trai gia trưởng. Có gia trưởng không? Thì em không có gia trưởng đâu. Nhưng cũng thích điều khiển chút đúng không? Tại em thấy bạn nam bên đó không nói về cái vấn đề làm việc nhà mà có vẻ có nghe có vẻ nhát, lười á. Công việc mà bạn ấy hay làm á thì bạn sẽ nói khác. Cái này có vẻ như là bình thường bạn không làm việc nhà. Điều gì nữa? Rộng lượng một chút. Tại vì em thì hay đi chơi bạn bè. Em cũng hay uống rượu. À uống bia. Hả? Uống được nhiều ít? Rượu 5 chai. 5 chai là dữ rồi đó. Tôi uống 3 chai là tôi xỉn quắc rồi. Đừng có kiểm soát em mấy cái đó. Em đòi kiểm soát người ta mà em không cho người ta kiểm soát em. Thì vậy mới khó đó chị. Trời ơi. Rồi lấy nhau về chồng ở nhà làm việc nhà, vợ đi nhậu hả? Đúng rồi. Trời ơi đúng rồi nữa. Cũng nặng à. Nghe chưa, nãy giờ nghe không? Sợ không? Sợ ngại thôi chứ sợ thì bạn này sợ. Không sợ đâu, bạn này bản lĩnh lắm á. Biết nhậu không? Em nhậu kém lắm. Mấy chai? 2 chai. Rồi xong thì thôi, ở nhà làm việc nhà đi nha.
Còn người ta đi nhậu đừng có kiểm soát nha. Mày không làm việc nhà. Có ghen không? Nó tùy theo tình huống thôi. Mỗi tuần cho vợ đi nhậu với bạn bè ở ngoài một đêm chịu không? Một đêm. Không, xỉn thế về nhà ngủ nhậu tới 11, 12 giờ về. Thì nói chung mà em biết nhậu với ai và nhậu như thế nào thì không vấn đề gì cả. Bây giờ ví dụ nè, bạn gái hẹn với mình nhưng mà đụng cái công việc đột xuất có hẹn với khách hàng nên bỏ bạn đi gặp khách hàng nam. Không vấn đề gì cả. Đùng cái bạn đi chạy dọc đường bạn thấy hai người đang chở nhau. Còn đi đâu thì không biết, bạn công lượng công việc hay là gì không biết thì bạn xử trí trường hợp nó như thế nào? Nếu em có thời gian sẽ đi theo. Bạn đi công việc đi theo làm chi? Chắc gì đi công việc chị. Không phải là không tin tưởng, nhưng mà ví dụ như có thời gian thì mình cũng rảnh, làm đâu làm gì đâu mình đi theo. Còn mình có việc thì mình đi coi cái việc của mình. Lành quá. Bạn đi với ai? Người em họ của em, chơi chung từ hồi ở trường tắm mưa tới bây giờ luôn đó. Trời. Dạ. Sao anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ? Ban đầu vừa gặp chị Ngọc em nghĩ là anh Phong sẽ thích, nhưng mà sau đó thời gian thì em nghĩ sẽ có xung đột nhỏ. Lý do? Theo nãy giờ em quan sát và theo cảm nhận của riêng em á, thì em thấy là chị Ngọc ở đây khá là kỹ tính. Còn anh Phong em nghĩ cũng là người kỹ tính. Kỹ tính không phải là theo tính gia chủ, mà anh có chủ kiến của riêng mình. Anh mà đã quyết định rồi thì hơi bị khó thay đổi. Nhưng mà bù lại một chuyện là anh của em rất là hòa đồng và nói chuyện như chị thấy nãy giờ là rất là tự tin. Và đặc biệt là anh rất là hài hước và vui vẻ. Đây là điều em bảo đảm ạ. Thế hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em đi với bạn bạn thân từ cấp 3. Dạ em chào chị Quyền Linh, chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em chào chị. Theo như kinh nghiệm mà em chơi với Ngọc từ gần 10 năm nay á, tính của bạn nam có vẻ như là không có có sự thích hợp mà hoàn toàn đối với Ngọc á, vì Ngọc thật sự là tính hơi trẻ con. Đôi khi không phải là trong cái cuộc cãi vã Ngọc muốn thắng hay là thua, mà lúc đó Ngọc chỉ cần một người nhường mình thôi. Hồi nãy Ngọc có bàn đến vấn đề mà uống bia uống rượu á, thì em nghĩ là thứ nhất là do mối quan hệ bạn bè rộng, thứ hai là do cái công việc tính chất của bạn nữa. Ngọc nói Ngọc uống như vậy nhưng mà Ngọc luôn biết giới hạn của mình, thì những cái người bạn trai trước á, thường là không có sự thông cảm á. Cái bạn nam bên đây cần phải có sự thông cảm hoàn toàn. Có cái tình huống mà hai người đi như vậy mà bạn đó, bạn nam này đi theo á, theo tính Ngọc mà Ngọc biết đi theo như vậy, Ngọc rất là giận. Hai bạn có vẻ như cũng cá tính quá mạnh. Em sợ là trong trong những cái cuộc cãi vã mà hai cá tính mạnh gặp phải nhau á, thì nó va vào nhau và nó văng luôn. Vâng, cảm ơn em. Đúng là bạn thân. Bạn thân quá ha. Một bài phân tích đầy đủ. Cho em nói một vấn đề nhỏ, từ nãy đến giờ em bức xúc em không nói được, em bức xúc. Là ví dụ như trong cuộc cãi vã mà em cảm thấy cái tình huống đó mà là không đi đến đâu, em chắc chắn sẽ là người nhường trước. Thường nói rằng là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, nhưng trong lý thuyết thì nó sẽ gặp nhau ở điểm vô cực nào đó. Biết đâu với ánh mắt nhìn của hai bạn thì tất cả nó sẽ đồng điệu với nhau. Hai người này là cá tính quá giống nhau cho nên chứ không phải là không giống đâu, không phải trái ngược. Chào bạn, rất là xinh. Rất xinh. Càng hiểu nhau sau này thì tất cả nó sẽ đồng đều với nhau. Rất dễ thương. Và bây giờ sẽ có 2 phút cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Các bạn sẽ có thời gian để nhìn thẳng vào mắt nhau, để tìm hiểu về nhau trong 2 phút. Bắt đầu. Đầu tiên anh cũng có quà tặng cho em. Em cảm ơn anh. Sau khi gặp anh thì em có cảm thấy khác với những gì mà em đã nghe anh nói không? Cũng hơi khác chút, nhìn mặt anh hiền. Thực ra thì anh cũng bình thường cũng ít nói lắm, chứ không có nói nhiều như vậy đâu. Lâu lâu thì nó điên lên nó mới nhiều thôi. Cái quan điểm của em về cái việc mà hôn nhân của hai người thì như thế nào? Hai người đương nhiên là phải chung thủy rồi. Bên lại phải có sự tin tưởng lẫn nhau nữa. Bên ngoài thì nhiều khi em thể hiện nó mạnh mẽ với lại có thể là hơi dữ dằn nhá. Nhưng mà thực ra thì em cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai hết. Có thể gọi là hiền ấy. Anh có phải là người quá sạch sẽ không? Thôi, cũng bừa bộn lắm. Nên bừa bộn có được. Được, hai người bừa bộn nhưng bừa bộn mức độ thôi. Còn quá em, thì, nếu em quá bộ thì bộ hai vợ chồng đều bừa bộn hết thì nó hơi căng. Thì chắc chắn là phải dọn rồi, chứ không thì hai vợ chồng đều xả hết thì ai dọn bây giờ. Thì nếu mà lấy xong thì sẽ ở đâu ạ? Anh nghĩ là ở Sài Gòn. Nhưng mà trước mắt thì vẫn ở trọ đúng không ạ? Đúng rồi. Yeah. Bây giờ nhà bạn nữ ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu như bạn nữ đặt ra vấn đề ở rể đó, em thấy được không? Thì ở nhà vợ thì có vấn đề gì đâu, hai vợ chồng thì ở nhà vợ có vấn đề gì đâu. Ở rể cũng bình thường mà, anh cũng ở rể mà có gì đâu. Dạ đúng rồi. Ở rể mình phụ dọn dẹp nhà cửa, lau chùi giặt giũ rồi tắm rửa con cái rồi mua đi chợ búa, bình thường anh làm hoài gì đâu. Em nghe có vẻ giống như là cái nghề nghiệp luôn rồi. Ừ, anh thuộc nghiệp anh rồi. Nghề ở rể. Vấn đề chứ. Hết thời gian các bạn. Dạ rồi. Phải quyết định đúng đắn. Hẹn. Đặt ta ra sau nút đi bạn. Chúng ta có 3 tiếng để quyết định. 1 2
3. Hết thời gian. Cả hai cùng bấm không bấm. Xin mời bạn. À, tại sao bạn nam lại không bấm? Em nghĩ là cái phù hợp về tính tình là nó quan trọng nhất. Em nghĩ là có thể là khi gặp nhau, bạn nữ đây đẹp dễ thương, có thể là em say nắng giai đoạn ban đầu thôi. Còn bạn nữ, tại sao em lại không đồng ý? Anh có vẻ khó điều khiển. Đúng rồi. Cá tính mạnh quá. Chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và chào bạn đứa ở bên kia. Mình tên là Bảo Khánh, sinh năm 1978, hiện tại đang là kiểm soát viên không lưu của công ty quản lý bay miền Nam. Cái công việc cụ thể của anh Khánh như thế nào, anh có thể giải thích cho mọi người biết. Nhân viên không lưu là chúng ta làm gì? Nhân viên không lưu là chúng ta sử dụng các trang thiết bị dựa trên các cái điều luật của hàng không dân dụng Việt Nam hoặc là các quy định của tổ chức hàng không dân dụng thế giới như ICAO. Chúng ta cung cấp cái dịch vụ không lưu cho tàu bay. Ví dụ như một tàu bay muốn đến một vùng trời có kiểm soát, muốn cất hạ cánh hoặc muốn bay ngang qua thì phải có huấn lệnh của kiểm soát viên không lưu. Phi công và kiểm soát viên không lưu là hai đối tác rất là quan trọng trong ngành hàng không để góp phần tăng cao cái mức độ an toàn trong ngành hàng không. Và bây giờ mời anh đáp xuống sân bay của bạn muốn hẹn hò. Bạn quê anh Khánh là ở đâu? Quê mình là ở Hà Nội. Vào đây lâu chưa? Cũng mới vào đây được khoảng hơn 14 năm. Mới quá à. Người ở trên không nói khác hơn người dưới. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi anh? Thực sự mà nói thì mới trải qua 2 mối tình. Mới trải qua 2 mối tình rồi hả? Cũng ít quá ha. À, mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì đã trải qua 2 mối tình mà cũng chưa thấy lâu rồi. Vậy thì bao nhiêu năm qua tại sao mình chưa tìm được một người bạn trai mới? Những cái bạn trai mà tìm đến em á có cái tình trạng hôn nhân nó không rõ ràng. Ly thân hoặc là ly dị thì tình trạng hôn nhân nó không có rõ ràng. Ủa, ly thân với ly dị rồi thì rõ ràng là vậy chứ sao à? Dạ, tức là họ nhập nhằng với hai cái đó. Bạn có thể yên tâm vì hôm nay bạn đến với bạn muốn hẹn hò là đảm bảo có giấy chứng nhận độc thân. Dạ. Rất là rõ ràng. Mình có điểm mạnh và điểm yếu nào không? Em thích nấu ăn và nấu các món nhậu khá là ngon. Nếu bạn có thể nấu được các món nhậu ngon thì mình đảm bảo sẽ là một fan trung thành của các nhà sản xuất bia trên thế giới. Anh, cái công việc của anh thì nó có giờ giấc gì không anh? Mình thì làm theo ca kíp, ca sáng, ca chiều, ca đêm. Thì tùy theo cái ngày làm việc của mình thì mình sẽ phải đi vào ca làm như thế nào. Chứ không ổn định gì hết hả? Nó không ổn định như là giờ hành chính. Ngoài ra còn phải thường xuyên đi công tác, chi viện cho các sân bay địa phương hoặc đôi khi có thể là họp hành. Chỉ cần có điện thoại yêu cầu của lãnh đạo là có thể phải sẵn sàng để lên đường làm nhiệm vụ ngay. Thì vậy cũng hơi căng về mặt bạn nữ có ngại nhiều chồng tương lai của mình sau này cũng vậy mà đi hoài không? Nếu mà về tính chất công việc mà phải đi như vậy thì em cũng di dùng một tí xíu. Nhưng mà khi đã về đến nhà là thì phải biết sẻ chia việc nhà với vợ, phải gác bỏ hết tất cả những công việc, những cái lo âu về cuộc sống bên ngoài, tập trung về cái mái ấm của mình thôi. Nãy em đã nói ưu điểm của em rồi, vậy còn khuyết điểm của mình là gì? Em hơi nóng tính. Trước thì mỗi lần nóng tính thì em hay ném đồ. Hả? Đã ném cái gì rồi? Dạ em ném điện thoại ạ. Mấy cái rồi? Ba cái ạ. Ba cái điện thoại rồi? Dạ đúng rồi. Phí quá. Quá phí. Ai, mày mốt có nóng rồi ném nhớ bao tôi trước nha. Gọi điện thoại tới chị Tường tới lượm điện thoại là tôi chạy tới liền. Nếu khi một người phụ nữ quá nóng mà làm như vậy thì anh sẽ làm gì? Nếu mà người vợ đã nóng nảy hoặc người chồng đã nóng nảy thì phía đối tác là nên có cái phương pháp là tránh đối đầu và chúng ta chỉ coi như là đàm phán để có thể giải quyết được vấn đề thì hay hơn. Do nghề nghiệp của em nên em thường xuyên phải đối mặt với khẩn nguy trong sân bay nên em có rất nhiều phương pháp để có thể như là xử lý được từ các tình huống khẩn nguy. Được, được, cái này được. Bây giờ thí dụ như mình tìm được đối phương rồi. Không, xí xí. Dạ, chào chị. Hôm nay mình lên đây là mình tìm bạn gái. Dạ. Lấy vợ chứ không phải lên đây để điều khiển không lưu. Anh dùng từ chuyên môn không, không à? Không dùng từ chuyên môn đó để liên kết với cái sự liên đâu mà liên ra. Bên đây người ta nhăn mặt rồi nè, giờ nói ngắn gọn vô cái gì nữa, tình yêu hôn nhân gia đình để mình kiếm vợ thôi. 78 là coi như 38 tuổi rồi, cũng sắp hút rồi, đồng ý không? Anh có khuyết điểm gì không? Không nói những từ chuyên môn nha. Nói chung là đã là con người thì khuyết điểm ưu điểm thì phải luôn song hành với nhau. Thì khuyết điểm thì nói chung là cũng rất là bận việc cho nên là thường thì ít khi thường xuyên có mặt ở nhà. Mặc dù là có thể làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng 3 ngày mà không về nhà là chuyện bình thường. Mà ở sân bay thì nhiều cô tiếp viên lắm mà chưa điều khiển được cô nào. Nếu mà nói về điều khiển thì giống như chúng ta giống như một cuộc sống giống như một cái máy quá. Ở đây là chúng ta là sự trao gửi của những con tim và trao gửi của những cái cánh sóng của tình yêu. Chúng ta không thể nói là điều khiển được mà chúng ta phải gọi là có cái sự cái nhà tương tác tương hỗ với nhau. Mặt đất không có nổi nói lại chuyện trên không. Mệt quá. Anh có nghĩ lý do tại sao mà anh chưa có được người bên cạnh không? Chưa có được người trao gửi con tim. Có nhiều lý do. Ngắn gọn trong một vài chữ thôi, đừng nói dài quá. Ngắn gọn nhất là do không có thời gian để có thể tìm hiểu quá nhiều về vấn đề này. Thôi, không có thời gian, ngừng, đủ. Anh thích người phụ nữ như thế nào? Một người phụ nữ nói chung nên thẳng thắn trong việc đối xử với chồng với con. Có vấn đề gì thì chúng ta... Thôi, thẳng gì hiểu rồi, cái món khác, món khác. Rồi, thẳng thắn.
gì nữa. Phải nói hết ý chứ. Không, vậy là hiểu rồi. Nên là một người biết chăm lo cho gia đình và không nên đi quá nhiều ngoài làm gì, vì chồng đã đi quá nhiều mà vợ đi quá nhiều. Thôi trời ơi, không cần đi. Trời ơi, có nhiều thời gian với gia đình là được rồi. Và nói chung là nếu mà có học vấn cao thì càng tốt. Điều gì tối kỵ nhất ở người phụ nữ? Không nên là nói dối về những cái vấn đề về tình cảm. Vậy là đủ rồi ha. Rồi vậy được rồi. Nói vậy thôi chứ rất là chân thành, vui lắm, có điều nói hơi lòng vòng chút. À, bên bển là sinh năm 78. Dạ em. Em sinh năm 87. Dạ đúng rồi. Cũng giống nhau ha. Cách nhau con số cũng rất là đẹp á. Đúng rồi. Dạ. Rồi giờ mình nói chuyện sao để cho anh ra đài thử coi trúng chưa. Anh ơi, anh biết nấu ăn không anh? Thì bạn nghĩ xem mà nếu mà mình sống 20 năm thành phố Hồ Chí Minh này thì mình sống bằng cái gì nếu mà không biết nấu ăn. Ta hỏi có một câu ngắn hà. Tiếp đi cưng. Dạ. Em phải ngưng anh lại như chị vậy đó, để mình hỏi được nhiều. Thì không biết anh có nóng tính không anh ha? Anh thì không nóng tính. À dạ. Vì người yêu của anh thì anh có thích làm từ thiện không anh ha? Mình cũng thường xuyên đi hiến máu nhân đạo ở trong cơ quan. Thường là hiến máu nhân đạo xong về thì ai cũng bảo là sẽ lên cân. Không biết là anh bao nhiêu cân ha? Chính là vậy thì lý thuyết nó lấy đâu ra vậy? Trước em học ở trong trường thì các anh chị mà đi hiến máu về đa số người nào cũng tròn ra. Mà em có thích người tròn không? Dạ cũng thích là anh tròn tròn. Anh bên đây dễ thương lắm. Số con Lưu á thì tính toán rất là giỏi, không được phép tính sai cho dù 1 mm. Dạ. Nên anh này anh thật sự mà nói á thì nếu về anh kiểm soát kỹ lắm nha. Tính toán cũng rất là kỹ. Thấy nguy hiểm rồi dễ đó. Dễ thương lắm. Nguy hiểm rồi đó. Mẫu người lý tưởng của bạn là người như thế nào? Em thích bạn trai em hả? Sạch sẽ, kỹ tính và có gu ăn mặc một tí. Có gu âm nhạc không? Đó. Dạ. Gu ăn mặc và gu âm nhạc luôn ạ. Anh biết hát gì không anh? Âm nhạc thì mình cũng thích nghe, nhưng mà từ trước giờ thì mình chỉ có 30 mấy năm chỉ luyện được mỗi một bài thôi, quốc ca. Còn về gu ăn mặc thì mình cũng nói luôn là mình cũng có cái style riêng, áo trắng quần tối màu, đi giày hết. Ủa nhưng mà cái đó là đi làm thôi, còn mình đi chơi mình hẹn hò rồi. Vâng, thì em cũng nói với chị Cát Tường luôn là em đi làm thì em mặc như này và em đi chơi thì em cũng mặc y nguyên như thế. Lâu lâu em xỉn em về nhà thì em cũng dùng cái bộ này để em đi ngủ luôn, đi ngủ. Vậy anh có sạch sẽ không anh? Trong những lúc xỉn thì làm sao có thể kiểm soát được con người bạn. Nhưng bình thường môi trường làm việc của mình là môi trường rất là khép kín, cho nên là đòi hỏi về vấn đề vệ sinh thân thể rất là quan trọng. Nói chung rất sạch, lâu lâu xỉn thì nó hơi không sạch một chút. Như vậy thì thời gian nó hơi eo hẹp. Anh có tính nói chuyện hẹn hò nếu như anh gặp một đối tượng của mình hay không? Thì tất nhiên là đây là cuộc đầu tư chiến lược mà anh Linh. Cho nên là mình phải sẵn sàng về hy sinh thời gian của mình để đầu tư cho cái công việc chiến lược của đúng mọi rồi. Người tầm nhìn chiến lược từ năm 2015 đến 2020 đó. Bạn nữ mình có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có anh trai ạ. Đâu? À anh trai đâu? Dạ em chào anh Nguyễn Linh. Rồi. Chào chị Cát Thường. Rồi chào bạn. Bảo anh trai đẹp trai vậy đó. Ý anh thấy thì sao? Nói chung về chuẩn mực một người đàn ông đến một người chồng thì anh thấy là cũng ok. Nhưng mà độ tương hợp thì chắc dưới 5. Tại sao vậy? Không tương hợp ở chỗ nào? Bên đây anh quá chứng chắn đi. Lấy người chồng thì nên lấy người chín chắn, chững chạc chứ bạn. Dạ, nhưng mà tính cách thì nó lại là không phù hợp lắm. Nếu ảnh chấp nhận được người bạn gái hoặc người vợ mà tính đồ của thời trang thì có thể chấp nhận được. À, đang lo ngại về cái vụ thời trang thôi. Về vấn đề thời trang thì giải quyết rất là đơn giản. Người phụ nữ nào mà chả mong muốn làm đẹp, mình cũng ủng hộ vợ mình đẹp chứ. Vợ mình đẹp và đẹp cho ai? Đẹp cho mình mà, đúng không? Đẹp cho mình để làm gì? Lo cho tổ ấm, lo cho hạnh phúc của mình, để lo giúp chồng, đúng không? Vậy thì mình phải ủng hộ hết mình. Có gì đâu không giải quyết được, rất đơn giản. Nhưng mà về em gái em sẽ chỉnh về thời trang nó hơi bị nhiều. Bạn đừng lo, kiểm soát viên Lưu không phải là người khô cứng về nguyên tắc. Chúng ta phải linh hoạt để xử lý mọi tình huống khẩn nguy sân bay. Trời ơi. Khói ông rồi nha. Thôi bây giờ cho hai người nói chuyện với nhau đi. Kéo mặt lên, chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Chàng trai kiểm soát viên không Lưu, 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Anh ạ. Chào anh ạ. Ấn tượng đầu tiên của bạn thì mình như nào? Anh hơi tròn. Mình đã có cố gắng giảm cân suốt một thời gian dài mới được như vậy. Dạ, trước khi anh bao nhiêu cân ạ? Trước kia 85 kg. Bây giờ 75. 72 kg. Anh có kén ăn không ạ? Mình bạn gửi mình xem mình bạn nghĩ mình cái đó không? Chắc chắn là không đúng không?
Dung sống ở đâu đó phải tùy vào từng trường hợp để chúng ta có thể vận dụng linh hoạt để tồn tại và phát triển thôi. Mình hỏi tiếp nhé. Dạ. Nếu sau này nếu mà bạn có con cái thì bạn có dự định là cho con đi học, đi du học không? Có, chắc chắn về tương lai nó sẽ cho con đi du học. Bạn đồng quan điểm với mình. Theo bạn nghĩ thì giáo dục có quan trọng không? Ví dụ như là bằng cấp chẳng hạn. Theo em thì cái bằng cấp nó cũng không gọi là quá quan trọng. Quan trọng là cái cách đối nhân xử thế và cái tính cách, cái quan điểm nó giống nhau được rồi. Bạn phù hợp quan điểm với mình rồi. Còn bạn có thể hỏi mình những câu hỏi khác. Quan điểm của anh về tình yêu như thế nào ha? Mình có thể sẵn sàng, có thể là hy sinh một số những thứ khác để có thể là có được cái tình yêu. Nếu trong trường hợp cần thiết đòi hỏi như vậy. Anh có phải là một tiếp người lãng mạn không ạ? Rất tiếc mình không phải là người lãng mạn. Nhưng mình có thể học hỏi để có thể thay đổi, bạn đừng lo. Anh có ấn tượng rất là tốt với em. Hy vọng là sau cái lần nói chuyện ở trên sân khấu này, chúng ta sẽ có một cái cuộc hẹn thật sự ở ngoài đời. Em thì khi mà nghe giọng anh dùng cho gặp mặt thì em cũng có cảm giác là nghe giọng anh rất là ấm. Và anh là một người đàn ông rất là chững chạc. Tối nay chúng ta sẽ dùng bữa tối với nhau chứ? Cái này em sẽ trả lời cho anh sau cái chương trình này nha. Cảm ơn bạn. Dạ. Hết thời gian. Này. Mời là nút, nút bạn bấm. Để tay vào nút bấm phía sau. Nhìn thẳng về phía trước, suy nghĩ thật kỹ. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian bạn. Tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Anh trai em là người khá là hiểu em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì anh cũng có cảm giác là anh cũng không có hợp với cho lắm. Nếu có dịp thì anh em có thể là đi cà phê hoặc trò chuyện cùng với nhau. Tối nay anh đâu muốn mời bạn đi dùng bữa giống như lúc nãy anh nói, thì bạn có sẵn sàng không? Em chấp nhận lời mời của anh ạ. Chúc hai bạn sẽ có buổi ăn tối thật là tuyệt vời nha. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Hiến, năm nay mình 34 tuổi. Mình sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình là kỹ sư và công việc của mình là mình làm tư vấn giám sát cho một dự án ở quận 7. Em xin hết. Xin chào, em quên, anh mới giờ xin chào MC Quyền Linh và xin chào chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và gia đình hai bên. Rồi, chào em. Dạ. Hiến hả? Dạ, em kỹ sư giám sát công trình hả? Tức là kỹ sư xây dựng đó đúng không Hiến? Dạ, kỹ sư xây dựng nhưng mà công việc là làm tư vấn giám sát. À. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Hiến là cống hiến đó hả cưng? Đúng rồi, cống hiến đó. Rồi, chào em. Bây giờ tới phần giới thiệu của bạn gái nè. Dạ, em chào chị. Em chào chú Quỳnh Linh ạ. Em tên là Hoàng Thị Ngọc Thùy. Năm nay em 31 tuổi. Hiện tại em đang làm kế toán tại công ty cổ phần đầu tư phát triển ASEA. Mình sinh sống ở đâu cưng? Dạ, em hiện tại đang sống ở thành phố Thủ Đức ạ. À, vậy dạ. Không sao, quận 7 qua Thủ Đức thì cũng không có xa ha. Bên kia làm quận 7 đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ở đâu Hiến? Dạ, em sống cùng gia đình ở Bình Tân. Bình Tân? Dạ. Trong gia đình thì có bao nhiêu người thành viên Hiến? Trong gia đình của em thì có ba mẹ và có một em gái và có bà ngoại. Dạ, bà ngoại, mẹ, bà nội. Bà ngoại và bà em nội. Gái nữa. Dạ. Nhưng bây giờ có nghĩa là em lấy vợ về là phải làm dâu đúng không Hiến? Dạ, thì cũng nếu mà làm dâu được thì em rất là mong muốn. Tại vì gia đình của ba mẹ em cũng rất là hiền, cũng rất là thương con dâu. Bà ngoại sao? Lớn tuổi chưa? Dạ, bà ngoại em thì cũng lớn tuổi rồi. Dạ, cũng trên 90. Trên 90 hả? Dạ. Rồi, đó là lý lịch trích ngang của nhà trai đó. Mời nhà gái. Rồi, bây giờ thì mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em á là em độc lập đó chị. Em độc lập. Nói chung là em thích việc bếp núc á. Dạ. Nhưng mà em không có khi nào tâm trạng em tốt em mới vô làm thôi, còn không thì bình thường em chỉ làm theo việc sắp xếp công việc của mình thôi. Nói chung là công việc của em thì nó cũng không có quá bận rộn đúng dạ. không? Làm theo giờ hành chánh mà. Dạ. Chiều tối về thì vui vui vô bếp. Dạ. Rồi còn khuyết điểm của mình? Dạ, khuyết điểm của em đôi lúc em mệt á, em sẽ quạo với người bên cạnh. Ai mệt cũng quạo, vì dĩ nhiên ai cũng muốn có người bên cạnh để trút hết trơn trọi. Không biết bên kia có chịu để cho người ta trút không nữa. Dạ. Sao cưng? Thì nhà trai. Thì thật ra thì tính của em cũng rất là điềm đạm. Mọi người gặp em lần đầu tiên thì nhận xét em rất là điềm đạm. Nên em nghĩ là mình có thể là một cái điều gì đó cho bạn gái bực chút nỗi lòng của mình. Hiến có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, em ưu điểm của em là em thứ nhất là em thích thể thao. Nếu mà trong thời gian rảnh thì em thường hay chạy bộ. Và cái thứ hai nữa là em có thể nấu được một số món ăn cơ bản như là món cua hoặc là món cà ri. Còn khuyết điểm của em là em thứ nhất là em cái giọng của em nó hơi nhỏ, hơi nhẹ.
Và thứ hai nữa là cái tính của em đối với mọi người em khá là điềm đạm, nhưng mà đối với trong mối quan hệ bạn nữ em khá là khó tính. Nên đó là lý do tại sao đến giờ này em vẫn chưa có người yêu. Dạ. Mối quan hệ với phụ nữ hơi khó tính. Dạ. Em khó về vấn đề gì Hiến? Em khó là em hay trong cái lần gặp đầu tiên với bạn nữ thì em hay xét soi xét, em hay nghĩ xa nên em cũng hơi lo lắng. Nghĩ xa hả? Dạ. Tức là em nhìn gần như nghĩ xa hả? Dạ, nghĩ xem hai đứa có hợp nhau không, rồi về sống chung như thế nào, rồi mọi thứ, rất là nhiều thứ nữa. Cái đó không có xa đâu, đó nghĩ đúng đó. Dạ. Mà cái đó cũng đâu có gì đâu là gọi là khó. Đúng rồi. Khó là cụ thể như thế nào, có thể nói rõ hơn cho chị Lan biết không? Ví dụ như vậy nè, có những người rất là ngộ nha quý vị. Với bản thân mình thì mình rất là phóng khoáng, mình có thể đi đây đi đó, mình có thể đi chơi với bạn bè rất là vui vẻ, tụ năm tụ bảy được. Nhưng với bạn gái của mình mà làm cái việc đó thì mình lại không đồng ý. Đó, nếu mà cái em mà có cái tính đó là nó không tốt á. Có yeah. không? Thì cái tính đó thì em nghĩ em cũng có một chút, nhưng mà em nghĩ là trong tương lai thì em sẽ sửa đổi, sẽ thay đổi để cho bạn gái cảm thấy thoải mái hơn. Dạ. Cái gì mình cũng phải công bằng chứ đúng không cưng? Yeah. Bây giờ cụ thể luôn đi. Cụ thể là bây giờ về tình yêu á. Dạ. Là với cái khó tính trong tình yêu vậy thì em đã có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có một mối tình đầu tiên là lúc mà năm lớp 6, lúc lớp còn bé, là mấy đứa bé hay chọc nhau ấy mà. Rồi đến bây giờ thì em vẫn chưa có mối tình nào, bởi vì em hay được gia đình giới thiệu gặp gỡ đó, nên cũng chỉ là gặp mặt, xem mặt một hai lần, ăn uống vậy. Là nếu mà cổ không thích em á thì thôi, còn nếu mà em không thích cổ thì nó không đi tới đâu được ạ. Dạ. Nghĩa là em chỉ có mối tình năm lớp 6 thôi được hả? Dạ. Trời đất ơi. Và từ hồi đó giờ chưa có, từ lúc lớn lên biết yêu này kia là chưa có người yêu luôn? Dạ, chưa có. Dạ. Có nắm tay bạn gái nào khác giới chưa? Nắm tay thì em chưa, cũng muốn nắm tay lắm nhưng mà cậu không cho. Dạ. Không cho. Chào em. Dạ, chào chị. Chị nghe em nói cái chị tò mò quá, chị phải đi qua chị coi là. Dạ. Không biết là cái ngoại hình của em nó có làm cản trở cái việc yêu đương của em hay không, nhưng mà rõ ràng chị qua thì chị thấy đẹp em rất trai. Là đẹp. Trời ơi. Tướng tá rất là ngon lành. Dạ, vậy thì theo em thấy là cái điều gì để nó cản trở cái chuyện yêu đương của em để mà tới giờ này chưa có mối tình dắt dai? Dạ, em nghĩ cái nguyên nhân chính á là do cái môi trường làm việc. Em là làm trong cái ngành xây dựng á, đa số là các bạn nam không à. Còn các bạn nữ thì không có. Và cái thứ hai nữa, những bạn nữ mà em thấy thích đó, thì đa số bạn đã có người yêu rồi, có gia đình rồi, nên nó cũng rất là khó. Sao khăn em thích cho thì em. Ác nghiệp với em không lựa người độc thân, em thích em lựa chỉ cái người mà có người yêu không vậy? Dạ, nó cũng không có nhiều người để lựa, không có nhiều. Hồi đó đi học không có crush ai hả? Dạ, đi học cũng một lớp của em đây cũng chỉ có khoảng là 3 đến 4 bạn nữ. Hay là do mình khó quá? Dạ, em nghĩ chắc là nguyên nhân là như vậy. Dạ, chắc khó quá đó, bạn công nhận là bạn khó tính trong tình yêu mà. Dạ. Chính vì thế mà coi như là bây giờ còn nguyên si trong trắng đó. Còn nguyên không? Nhà trai thiệt không? Thiệt. Mấy tuổi rồi nãy nói nhiêu rồi? 34 đúng không? 34 tuổi. Trời ơi, 34 tuổi mà chưa bóc tem luôn là nguyên hơi si. Nguyên thùng, nguyên kiện luôn. Dạ. Không chừng quên luôn á. Không, em chỉ nói chơi thôi nhưng mà cũng chắc. Dạ. Hả? Là sao? Dạ thì nó kiểu như vậy. Dạ. Là sao? Thì nó là như vậy, không có chuyện đó tế nhị em cũng không sao cái vụ gì anh nói lớn em nghe cái vụ đó làm sao. Vụ nào anh? Vụ này em mới nói đó. Không, cái vụ nào mới được chứ anh. Vụ mà còn nguyên tay nguyên kiện không? Mình nói lâu lâu một ý bà nói mình nói nguyên si chưa chắc nguyên si. Dạ. Đã lỡ một lần rồi. Lỡ một lần đòn. Lỡ rồi đúng không? Hả? Chưa lỡ. Chưa. Có nắm tay bạn gái là lỡ một lần rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay chưa? Thì đó là hồi bé thôi, hồi năm lớp 6 á. Lớp 6 mà hung người ta rồi hả? Dạ. Thì do lúc đó còn bé, mấy bạn thứ nhất mình cũng chưa hiểu gì, với lại lớp 6 mấy đứa hay chọc nhau cứ nói là hung đi thì làm luôn đúng không? Thì mình hung thôi. Dạ. Vậy rất ít bụi phấn à. Nó trời lớp 6 thì đưa gì ông ơi. Dạ. Nó nói ta là gọi là chưa suy nghĩ, chưa biết gì, chỉ là gọi là cũng đích chơi nhau thôi. Dạ. Cái đó không coi là một cái gì hết trơn á. Dạ. Nha, không coi là mối tình, không coi là bất cứ gì hết. Dạ. Tức nha. Là chị hỏi thiệt là từ hồi đó tới giờ là mình chưa có một cái nắm tay nào mà gọi là có cảm xúc của con trai và con gái hết hả?
có cảm xúc, có muốn nắm tay bạn gái, có muốn ôm hôn bạn gái, nhưng bạn gái không cho. Có là trong những lần gặp gỡ đó là bạn gái không mình không phải là gu của cổ à. Nên mình không có cơ hội. Trời, tới thương quá. Muốn nhưng không cho. 34 tuổi mà chưa có cái gì hết là thiệt thòi đó nha em. Dạ. Chứ không phải giờ. Thiệt thòi đúng không? Thiệt thòi. Được chưa? Giờ bà mối thấy nhà trai tôi ok tôi chưa? Tôi thấy dễ thương quá không? Mà tôi hơi lo lắng. Lo lắng là lo gì? Tôi thấy không biết gì hết trơn. Giới tính rõ ràng. Có thích phụ nữ, có cảm xúc. Nhưng bởi người ta không cho thôi. Có gì đâu, ta cho là chơi luôn rồi đó, đúng không? Cho đúng không? Là cho là làm luôn á. Làm luôn đó chứ. 1, 2, 3. Khẳng định giới tính một lần nữa. Hiến. Bây giờ tôi qua bên đây coi Thùy coi sao. À, chào Thùy. Mấy mối tình? Dạ, con cũng chưa có mối tình nào. Trời đất ơi. Không có mối tình nào luôn. Dạ. Có giống bên kia là hồi nhỏ nhỏ có nắm tay này kia không? Dạ không. Không luôn. Dạ. Bên đây còn trong trắng dữ luôn hơn bên kia luôn. Em chưa có một chút cảm xúc nào luôn á hả? À, dạ em có chị. Chứ không, nhưng mà em tỏ tình người ta từ chối. Ôi sao ác nghiệp vậy trời. Ai vậy? Đứa nào vậy? Đứa nào ác trời ơi, một vậy? Cô gái xinh xắn đáng yêu như vậy mà nỡ lòng nào từ chối người ta. Ừ. Bên kia một chàng trai xinh không cho. À. Bên đây một người mà không ai gọi là có thể tỏ tình mà người ta cũng không chịu luôn. Dạ. Em cũng chủ động mà. Chủ động luôn á hả? Dạ. Em chủ động sao, nói sao? Em nhắn tin. Em có nhắn tin trả lời tỏ tình với anh đó nhưng mà anh đó từ chối. Nhưng mà em nhắn cái tin sao? Nhiều khi em nhắn nó không rõ ràng. Ừ đúng rồi. Đó. Không, lâu lắm rồi em không nhớ nữa. Thế chưa, vậy là cái tin nhắn của em nó không có sâu sắc. Thành ra người ta nhiều khi người ta gọi là người ta không có nghĩ là em nói là em yêu người ta bỏ qua đó. Mình nhắn tin là mình phải thổ lộ rõ ràng luôn. Thấy không? Mai mốt trong tình yêu là phải rõ ràng luôn nha. Ví dụ nói dứt khoát luôn, nói đại luôn. Anh thích tôi không? Tôi thích anh đó, anh có thích tôi không? Ừ. Anh trả lời một tiếng một. Ừ. Đó, phải rõ ràng như đó. Vậy. Dứt khoát vậy nha, nếu có tình yêu nha. Dạ. Không sao hết, mình phụ nữ hiện đại mà. Rồi, như vậy là hai bên còn nguyên đai nguyên kiện hết. Mai mốt có cái gì không hiểu thì gọi hỏi Quyền Linh với Ngọc Lan chỉ cho. Còn nghiệp, hai bạn này chưa có một cái mối tình bắt vai mà chưa có cảm xúc vì yêu đương gì hết trơn, đúng không? Dạ. Rồi bữa nay cố gắng nha. Dạ. Bây giờ về đi. Bên nhà trai tôi thấy rồi đó, mà mối thấy rồi. Thử em gái diễn tả thêm cái tiêu chí của em có giống nhà trai bên tôi không? Tiêu chí tìm người yêu thế nào? Cao, to, gì đó không? Hình dáng hay là một cái mẫu hình lý tưởng nào đó? Dạ, em thì chỉ cần cao hơn em. Chắc chắn cao hơn. Dạ. Còn không quá mập cũng không quá gầy, tại vì em gầy rồi. Nói mập ở đây đó là tôi đói lắm, nhưng mà đúng là đừng nên nói mập ở trên cái sân khấu này. Mập nó đụng chạm nhiều người lắm, nó múp míp thôi. Dạ, rồi. Tại vì gầy quá, nếu mà gầy quá thì em lại sợ, tại vì em đã gầy rồi. Gầy quá không tốt. Dạ. Cái người kia sẽ bù lỗ cho em sẽ múp míp lên chút nha. Dạ. Rồi. Còn tính tình sao? Muốn tính tình sao? Dạ, em thì chỉ cần hài hước thôi. À, vui vẻ hài hước. Dạ. Đúng rồi. Nói chung hai bạn này đến với nhau là mối tình đầu đó. Đầu đi. Đó. Mối tình đầu là phải vui vẻ, hài hước, phải ấn tượng. Dạ. Tình yêu mà không hài hước nó buồn lắm. Cuộc sống mà không có hài hước nó cũng buồn lắm nha. Được. Bây giờ tôi thấy nhà trai nãy giờ nói qua nói lại cũng vui rồi đó. Cũng có sự hài hước trong đó. Dạ. À, nhà trai ơi. Dạ. Mình nghe tiêu chí nhà gái mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm vậy? Dạ, em nghĩ là em có thể đáp ứng được 70%. Ủa gì ít vậy? Hơn 30% còn lại là phần hài hước hay sao? Dạ. Có hài hước không? Thứ nhất là phần hài hước, và thứ hai nữa là trong quá trình tiếp xúc với cổ thì em tính hợp, nếu mà hợp nhau thì đó là cái phần trăm còn lại. Dạ. Còn 30% là nếu mà thấy nhau là hợp nhau đó là đủ đúng không? Dạ chính xác ạ. Ok. Rồi, còn mình muốn nhà gái như thế nào? Diễn tả coi. Em thì thật sự là em cũng em muốn bạn gái là thứ nhất là em thích người phụ nữ gia đình. Dạ, cũng không quá cao, không quá mập, ngoại hình nói chung là cũng tương đối ưa nhìn. Đó là chỉ như vậy thôi. Dạ. Rồi có cái mong muốn gì hay là có cái điều gì không thích ở nhà gái mình nói trước đi, chứ cái đó là cái điều mà cản trở em từ trước tới giờ đó. Dạ. Bạn gái thì em không thích cái bạn gái mà quá là cá tính. Và cũng như quá là cái tính cũng giống như kiểu gia trưởng hay là không chịu thay đổi suy nghĩ á. Tức là mình cố gắng mình khuyên bạn, thuyết phục bạn, bạn ấy không, mình phải nhiều người khuyên bạn thì bạn mới chịu thay đổi suy nghĩ, là cái tính như vậy. À. Là em không thích. Dạ. Tức là phải chia sẻ với em nhiều hơn đúng không? Dạ. Thấu hiểu nữa đúng không? Dạ. Muốn hiểu thì phải tìm hiểu thì mới hiểu được nha. Dạ. Rồi bây giờ em đi với ai nè? Ngày hôm nay em đi với lại bạn học cùng lớp với em ở đại học mà một cái anh làm cùng cơ quan với em. Dạ.
Dạ. Rồi, chào nhà trai. Dạ, em chào chương trình, em chào anh Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Dạ, em là bạn của bạn Hiến. Dạ. Thì em có đôi lời nhận xét về bạn nữ. Thì thấy bạn nữ với lại bạn Hiến chắc cũng hợp nhau á. Thì hai bạn cho nhau cơ hội. Dạ, em xin hết nè. Em có người yêu chưa? Dạ, em cũng chưa. Em có mối tình nào chưa? Dạ thì cũng có quen một vài bạn mà. Chưa, nhưng mà em với Hiến thân nhau không? Dạ thì hồi xưa thì cũng đi học chung. Có đi chung rồi nhậu chung, ở chung không, ngủ chung không? Dạ không, thì bạn Hiến thì bạn đi làm ở nước ngoài nhiều. Dạ, còn mới về Việt Nam đây. Em với Hiến thân lắm hả? Thân học đây. Học chung lớp 12. Học chung, à, học chung đại học. Học chung từ đại học tới giờ rồi em có thấy Hiến có cái tật xấu gì không? À, Hiến thì tính cũng hiền. Dạ. Em cũng hiền. Dạ. Anh thấy hai đứa cũng hợp nhau. Thân quá đúng không? Dạ. Không. Chơi hồi chơi xưa nhau đi. Hợp không? Dạ. Hai đứa chơi nhau hợp không? Hai đứa hợp nhau không á? Dạ thì cũng hợp. Hợp thì chơi mới lâu nha. Đúng rồi, dạ. Phải hợp đúng không? Dạ. À, bây giờ chú Linh này hỏi dài không? Hả? Không phải mình reset thử coi có đúng. Vấn đề gì không? Tôi làm mai làm mối tôi phải rõ ràng lắm không? Giờ mình hỏi nhà gái. Có bao giờ bạn Hiến đi chơi với bạn trai khác bạn không? Em cũng không biết nữa. À. Dạ. Vậy là được. Chứ tôi nếu mà người này mà gọi là biết mà biết mà giấu là không được nha. Giấu là không được nha. Dạ không, em với Hiến thì kiểu làm học chung nhưng mà ra trường thì làm khác công ty. À. Dạ, thì bữa hôm bạn Hiến nhắn tin em là có tham gia chương trình. Thì nói là có người thân đi thì em theo em ủng hộ bạn Hiến. À, dạ. Rồi. Cảm ơn nhà trai. Cảm ơn em. Nhà gái đi với ai cơ? Dạ, em đi với em gái em và bạn em ạ. Dạ. Chào nhà gái. Chào chú. Được rồi đó, được em. Dạ, xin chào chú Huyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Chào bạn Nam. Em là bạn của Thùy, bạn học từ thời cấp 3. Cũng bằng thân luôn đúng không? Dạ, thân. Em có bạn trai chưa? Dạ, chưa. Trời ơi. Kỳ lạ ta. Chú hai bạn ra nói chuyện nhau luôn. Y chang bên đây luôn. Hai người đều không có bạn, không có người yêu mà chơi thân với nhau. Hợp không? Hai người hợp không? Dạ cũng hợp, nhưng mà hợp kiểu là bạn nữ mình hợp tính với nhau thôi, chứ không phải như chú Quyền Linh hỏi. Ủa, tôi đâu có hỏi gì đâu. Tại nãy em thấy hỏi bên nhà trai bên kia. Ủa, tôi có hỏi gì đâu. Thấy chưa? Nói vậy thôi, đùa cho vui tí thôi, chứ thật ra các bạn gần như là nếu mà bạn thân với nhau chắc là hiểu nhau nhiều, biết tính cách của nhau. Vậy thì tại sao bạn lại không giới thiệu cho bạn Thùy một người yêu, hay là bạn Thùy có giới thiệu cho bạn một người yêu? À, dạ, nói chung là do hai đứa cùng ế cả. Thấy bên kia hợp không? Dạ, nãy giờ do không có dám nhìn qua. Giờ nhìn thử không? Chủ yếu là hôm nay em đi là vì bạn em, cho nên nãy giờ thì em nhìn bạn Nam. À. Để có gì mình tư vấn cho bạn mình thôi. Rồi, chút có gì tôi xin số điện thoại kêu tôi làm quen đi luôn được không? Dạ rồi, cảm ơn em chú trai. Nên. Nhìn qua đây có thấy hợp không? Tôi thấy mặt ổng đỏ ké. Biết đâu nha. Tình gọi là tình chịu duyên em đó. À, bậy, tình không chịu. Không phải. Tức là trên đây là tình của bạn nè, ở dưới giờ duyên của bạn luôn. Nó kiểu vậy đó chứ không phải. Nói chung là đi lên sân khấu là một cặp, mà đi về là thành hai cặp. Hai cặp đó nha. Đó. Dạ, hy vọng được vậy ạ. Rồi bây giờ mình nhận xét về bạn Nam như thế nào nè. À, dạ, thì theo như nãy giờ bạn thể hiện thì mình thấy là bạn cũng khá phù hợp với lại Thùy. Nói chung là về ngoại hình cũng như là về tính cách. Còn về các yêu cầu của bạn Nam đặt ra thì mình thấy Thùy cũng phù hợp khá nhiều, có thể là trên 80%. Dù như Thùy là một cô gái biết quan tâm nè, nấu ăn ngon, nói mà tùy tâm trạng vậy thôi, chứ thật ra hôm nay lên thì chắc là Thùy rung cho nên nói ít, chứ còn hả, cô gái đó là rất là biết quan tâm người khác, chia sẻ, đặc biệt là nấu ăn ngon. Dạ, là một cô gái của gia đình đó. Công việc nhà thì rất là chỉnh chu. Nếu như mà nói về cái
tính xấu của bạn thì có thể là do là kỹ tính quá nên thành ra nhiều khi là khó tính thôi. Dạ, chứ còn lại thì mình thấy rất là phù hợp. Như là mình mong muốn đó là Thùy với lại các bạn nam cho mình cái cơ hội để có thể là ra ngoài thì hai bạn tìm hiểu nhiều hơn. Có thể trong một hai lần đầu mà khi mà mình gặp nhau thì có cái gì đó nó không hợp, nhưng mà biết đâu tới lần thứ ba, thứ tư thì mình lại hợp thì sao, chứ đâu thể nào mà vì một cái lần đầu mà mình cảm thấy không hợp thì mình từ bỏ thì cũng không được. Hay quá. Hay quá, mạnh mẽ quá. Mà tới bây giờ vẫn không có ai. Người kỳ ấy, vậy. Người dạ, chị ơi, chị có thể người ấy luôn. Bây giờ là chị có thể cắt câu đó luôn. Tiêu chí của em muốn có người yêu thế nào? Dạ, nói chung hôm nay em lên là chỉ vì bạn em thôi. Còn nếu mà chú Quyền Linh muốn thì sau khi quay chương trình này. Sau chương trình này dạ. Đúng không? Thật ra hai người thì đưa ra tiêu chí đi. Biết đâu cặp dưới thành trước gặp đây luôn. Thật ra không phải vì chúng ta ế đâu, mà là tại vì chúng ta đang đợi người tử tế để yêu thôi. Đúng không? Dạ. Ế là xu thế. Dạ. Rồi. Đại diện gia đình đó thì em nhắn gửi tới bạn nam. Đó là nói chung cô gái của tụi em là một cô gái biết quan tâm, chia sẻ, chăm sóc người khác. Cho nên là cũng mong đó là bạn nam cũng là một cái bạn mà quan tâm, chia sẻ lại với cái cô gái ấy. Với lại gia đình cũng có lời nhắn nhủ đó là để tiến tới đó là chuẩn bị có một cái người bạn trai hoặc là cái người bạn đời của mình trong tương lai. Thì cô gái của em đã chuẩn bị đầy đủ về mặt lý thuyết rồi, chỉ cần đợi một chàng trai hợp để mình thực hành thôi. Chuẩn bị sẵn về mặt lý thuyết hết rồi nha, chỉ có thực hành thôi đó. Mà bên đó thì cũng chưa có kinh nghiệm để thực hành luôn. Hai bên chưa có đâu có kinh nghiệm hết trơn á. Thôi bây giờ mình mở rào cho đúng hai bên rồi. Gặp mặt coi sao nè. Kéo rào. Chuẩn bị tinh thần nha. Dạ. Đừng có soi quá nha Hiến nha. Dạ. Tôi hồi hộp quá. Nào. Bắt đầu rồi, đi. Rồi, mời hai bạn. Đến với chương trình này thì anh có một ít quà mỏ gửi anh Quyền Linh. Dạ. Có rồi hả? Dạ có. Cảm dạ. ơn nha. Gửi chị Ngọc Lan. Ơi, chị cảm ơn em. Và gửi bạn nữ. Dạ, cảm ơn. Do chương trình báo cũng gấp nên em không có chuẩn bị đủ nguyên liệu á, nhưng mà em có làm một ít bánh tặng anh. Cảm ơn em. Anh rất thích bánh. Bánh gì vậy? Làm bánh gì vậy? Dạ, em làm bánh quy mơ ạ. Tự em làm luôn, tự dạ. gói, đóng gói luôn hả? Dạ. Không, trời ơi. Chị bỏ vô thôi, cũng không có gì. Cái này là bán được dạ. luôn, vô siêu dạ. thị được luôn rồi đó. Khéo vậy? Dạ không, tại hôm qua em chuẩn bị thì nguyên liệu nó cũng không có được đầy đủ nên. Ôi là... vậy là đẹp rồi đó. Với lại một năm mở, rồi em chưa có làm. Mở nha. Để em mở cho. Mở, mở, ăn coi. Quà của người ta mà đòi mở quá. Thấy bánh ngon quá. Dạ, thật ra em có chuẩn bị cho chị với lại chú Quỳnh Linh, nhưng mà hồi nãy vội quá em không có mang vô được. À, vậy không hả? Sao? Thử em coi. Muốn mở quà bạn trai. Hả? Ngon không cưng? Ừ. Cho một cái ha. Dạ, mời anh. Tôi chưa thấy MC nào mà trơ trẽn như MC này. Ngon mà, xin một cái thôi. Hồi nãy ta rủ ăn sáng thì không ăn rồi, giờ đói bụng. Thử coi nhà nhà gái ngon không, ta thử mà. Nhà gái là phải ngon rồi. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Ủa, nhà trai tặng gì cho nhà gái vậy? Dạ, dạ một cái bóp. Dạ, một cái bóp. Bỏ tiền vô, bỏ tiền vô. Bỏ tiền, cho tiền đi. Có tiền chưa? Tặng bóp là phải bỏ tiền vô. Bỏ tiền nó mới may mắn đây nè. Đem tiền bỏ vô. Bỏ vô. Ok anh. Trời ơi, tôi ăn cái bánh mới mất 5.000 ông nội ơi. Anh xin phép anh bỏ vô giúp em. Dạ. Với lại các bạn dạ, ở đây còn một cái gì nữa em cũng chưa biết. Phong thủy nha. Tặng bóp phải bỏ tiền vô nó mới may mắn. Các bạn khán giả theo dõi chương trình, hãy nhớ rằng nếu như tham gia chương trình nào cũng vậy, các bạn tặng bóp thì phải bỏ tiền vô cho nó hơn. Dạ. Em nhận được một cây son nữa hả? Trăng gỡ nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Trời, tỉ mỉ quá, chàng nhà trai tỉ mỉ bánh quá. Bánh ngon quá, dạ. Còn cái nữa nha. Dạ, xin mời anh tự nhiên. Bánh rất là ngon, rất là thơm. Ngon quá. Dạ. Mình anh đang làm cái làm gì? Mình đang làm MC. Ok, đây chị cầm cho. Dạ, em ngon quá. Dạ, dạ, em ăn ở rất là ngon. Ôi, nhưng mà hả? Không ăn uống gì nữa hả? Hả? Một chút xuống sân khấu. Có bánh ngon lắm. Đừng làm nhục nhau như vậy. Ủa, này làm lâu không vậy Thùy? Dạ em làm chắc là 2 tiếng. 2 tiếng hả? Dạ làm bột thì cũng nhanh nhưng mà em đợi nướng thì cũng lâu. Không mà ngon thiệt á, làm bột gì vậy? Dạ bột mì chưa. Bột mì hả? Ủa làm sao mà bánh nó giòn nó ngon?
cho miếng coi. Trời ơi, hai nước chuyện tiếp thì ngon quá. Em tên là Thùy. Dạ. Công việc của em là gì? Dạ, hiện tại em đang làm kế toán ạ. Vì tính chất nghề nghiệp của em nên đôi lúc em cũng hơi khó tính ạ. Và giờ đến cái mùa báo cáo của em á, thì em rất là stress. Nên là về thì em không có thời gian nấu nướng hay gì hết. Nên là cái thời điểm đó thì em cũng hay tăng ca. Nên thì lúc đó em rất là dễ quạo. Thì anh cũng hiểu, cái thông cảm với nhà kế toán này nó sẽ rất là áp lực vào cái những cái tùy mà thanh toán lương lậu và các bạn của người. Dạ. Thì hai đứa ngồi thì cái đó là anh hoàn toàn anh thông cảm, và nếu mà anh có thể chia sẻ hoặc là có thể giúp đỡ về trong cái lúc mà em khó khăn như vậy thì anh hoàn toàn mong đợi. Dạ. Thì công việc của anh thì nó cũng như vậy, thì sẽ có những lúc mà anh phải tăng ca phải chợt thì dạ. Thì nó cũng có lúc áp lực như vậy, nhưng mà nó không áp lực bằng công việc kế toán, cái đó là anh hiểu. Tại vì anh cũng có làm một số công ty, anh thấy một số em kế toán rất là áp lực, nên anh hoàn toàn thông cảm mà cũng muốn chia sẻ cái sự áp lực đó của em. Dạ. Em đang làm ở quận Thủ Đức đúng không? À dạ không, em làm ở quận 3. Quận thì 3. Hàng ngày đi làm thì cũng hơi xa, nhưng mà công việc của anh đó là mình phải đi làm thôi. Hẹn hò sau tuần mấy lần? Thì nếu mà như vậy thì nếu mà mình có cơ hội, em cho anh một cơ hội để mà được hẹn hò với em á, thì không biết khi nào em có điều kiện, có thời gian rảnh để anh được chở em đi hẹn hò đi chơi. Dạ, hiện tại thì gia đình em rất là ủng hộ, nên là anh cứ hẹn thì em sẽ có thời gian thôi. Hay quá. Thì anh nhận xét là anh thấy em rất là xinh xắn và cũng tính cách cũng rất là hiền. Và anh cũng hy vọng là trong tương lai chúng ta cho nhau một cơ hội và tiến tới với nhau. Và anh rất là trân trọng những điều đó. Dạ. Hiên hỏi cái vụ mà, thí dụ em làm dâu được không Hiến, nhà em có má, có bà ngoại hơn 90 tuổi đó Hiến. Còn về cái vấn đề mà làm dâu á, thì thực sự ba mẹ anh cũng rất là mong có con gái. Cũng lớn tuổi rồi nhưng mà cũng làm việc gia đình đó, nên khi mà nếu mà em làm dâu bên nhà anh á, là em không phải làm bất cứ thứ gì hết. Bà của anh thì cũng có người chăm sóc, các cô hay đến chăm sóc. Còn nếu mà em muốn trong thời gian ở, em muốn ra riêng em ở á, thì anh nghĩ là ba mẹ nào cũng thương con. Nếu mà con cái mình hợp với nhau và có ý định đó thì ba mẹ sẽ chịu làm con cái thôi, anh nghĩ không vấn đề gì cả. Hiến có nhà riêng không Hiến? Dạ có, thì trong quá trình đi làm thì em cũng tiết kiệm, cũng có mua nhà. Dạ. Có rồi hả? Giỏi quá. Rồi quá giỏi rồi, vậy ngon rồi. Nhà của Thùy là có mấy anh chị em? Dạ, nhà em thì có ba chị em gái ạ. Ba chị em gái luôn? Dạ. Em là thứ mấy? Em thứ hai ạ. Thứ hai? Dạ. Hai đứa em kia sao rồi? Chị em và em gái em thì đều lập gia đình hết rồi ạ. Vậy đó hả? Dạ. Vậy còn mình em chưa lấy nữa hả? Dạ. Rồi sẵn làm luôn, gọn luôn được rồi đó. Em mà lấy chồng trước chị nha, thấy là hợp lý, đầy đủ điều kiện rồi. Bây giờ mình hướng tới điều xa hơn nữa đi. Dù dạ. Hai đứa lấy nhau bàn bạc coi sanh trai hơn gái đầu lòng gì đó, rồi tiền bạc ai giữ như thế nào, phát triển kinh tế ở đâu, rồi như thế nào đó. Ta bạn làm tính. Kế toán người ta giữ tiền luôn chứ. Đúng dạ rồi. Không. Em không thích giữ tiền. Em không thích giữ tiền đâu. Ý, giữ đi. Dạ không, em thích là bạn trai cũng có biết cách quản lý tài chính của bản thân mình và đều có cái quỹ chung của gia đình. Thì không biết đâu, giữ đi. Trời ơi, giữ tiền đi. Anh muốn người phụ nữ của anh giữ tiền hay là mình tự quản lý cái tài chính của mình ạ? Thì nếu mà em thích thì em giữ tiền, anh hoàn toàn ủng hộ. Không, đừng trả lời nước đôi, trả lời là thích hay không thích, muốn hay không muốn, muốn ai giữ tiền. Đừng trả lời, nếu như em thích thì anh giữ tiền, em giữ tiền, anh ủng hộ, đừng trả lời vậy. Dạ. Anh rất là thích cái suy nghĩ của em là tài chính là bạn nam nào cũng tự chủ được. Và anh nghĩ là nếu mà anh có cơ hội đến với em, anh sẽ lo cho em về cái vấn đề mà kinh và cố gắng làm để có thể lo được cho em. Để mà cái tài chính càng ngày càng tốt hơn, để quản lý tài chính để sao cho mình có một cái tương lai tốt sau này, kể cả chuyện con cái. Còn về vấn đề giữ tiền thì em muốn giữ là điều hoàn toàn có thể được, anh hoàn toàn ủng hộ. Dạ. Tại vì em ngày ngày em làm việc với số rồi, nên là đến việc gia đình em cũng giữ nữa thì em cảm thấy em kham nhiều quá và em sẽ bị stress. Và lúc đó nhiều lúc em sẽ trút giận lên người anh chẳng hạn. Thì không có thì... người phụ nữ nào mà nó cứ giữ tiền nhiều quá tôi bị stress hết trơn á. Suy nghĩ lại đi cưng. Với mấy con thì tiền chỉ cần đủ là được rồi, không cần quá nhiều, không cần
Nói nghe nè, mình giữ tiền cái mình có sổ mình ghi ra, ví dụ như chi tiêu gì gì mình ghi ra, cái người phụ nữ quán xuyến gia đình nó dễ hơn. Dạ không chị ơi, em mất bận là rồi, đúng không? Không phải em mà giả sử như em quên mất một cái số tiền nào đó cái em sẽ suy nghĩ xong em mất ngủ. Cho nên là em, tại vì em bệnh em cũng nhớ dai lắm, nên là giả sử như hụt một cái số tiền nào đó cái thì em sẽ ngồi em suy nghĩ xong rồi cái em mất ngủ. Nhưng mà tin chị đi, em đẻ một cái là em muốn giữ tiền liền. Vậy là em không muốn giữ tiền đúng không? Dạ, nhân cơ hội này nhận ngay quyền đó em. Nhân cơ hội này hỏi những người phụ nữ hãy luôn luôn nói điều đó với chúng tôi nào. Em nhân cơ hội này nhận giữ tiền. Thật ra em cũng không, em bản thân em cũng không muốn nhận giữ tiền của bạn nào. Vậy hai đứa đưa tiền đây chị giữ cho. Đưa đây tôi giữ cho. Đưa đây tôi giữ cho, tôi chi tiêu rõ ràng lắm. Trong cuộc đời tại sao lại còn hai con người hiếm thấy thế này ta? Không ai muốn giữ tiền hết vậy ta? Trời ơi. Hai đứa mà không muốn giữ tiền tức là hai đứa phải cực kỳ giàu. Thuê hẳn một kế toán kiểm toán riêng để giữ tiền chứ. Anh tình nguyện giữ tiền cho hai đúng. Đứa. Đúng. Để chị giữ cho. Để anh giữ cho. Để chị giữ cho. Chị sao? Giữ cho. Có giữ không? Thật sự thì em nghĩ là em cũng muốn bạn nữ có một cái tài chính độc lập để bạn có thể lo cho gia đình hoặc là lo cho con cái hoặc là có một cái gì đó sau này nếu mà gặp trục trặc gì á, nên em đó là lý do tại sao mà em không muốn giữ tiền. Và còn về vấn đề em thì vấn đề tài chính của em rất là rõ ràng rồi, về tương lai sau này 5-10 năm thì em rất là định hướng rất là rõ nên. Rồi, thật dạ. Ra hai bạn này nãy giờ là trêu ghẹo thôi chứ chúng tôi ghẹo các bạn thôi. Không ghẹo. Không ghẹo. Lấy thiệt á. Đưa lấy thiệt nhưng mà là ghẹo thiệt. Là hai bạn này thì rất là rõ ràng về vấn đề tiền bạc, chắc chắn luôn, ai giữ cũng được. Tới lúc đó thì ai giữ cũng được. Quan trọng là chi tiêu như thế nào để lo cho con cái, và hai bạn tự khắc biết điều đó tại vì hai bạn là cũng trưởng thành hết rồi. Dạ. Nãy giờ là đùa thôi chứ đưa tiền đây thì tôi giữ thiệt nghe. Rồi, bây giờ qua chuyện tiền bạc nó phải rõ ràng nữa nè. Chuyện con cái. Đúng. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Ai thích sinh con trai con gái? Phát biểu luôn. Về cái vấn đề này thì em xin nhường cho nói, bạn nữ. Nói với bạn nữ đi. Về vấn đề này thì anh xin nhường cho em cái sự lựa chọn. Thì nếu em quyết định như thế nào anh cũng ủng hộ. Nhưng mà nếu mà cho anh trả lời trước á, thì anh thích là trai gái, một trai một gái, hai con là đủ. Và nếu mà em thích nhiều hơn thì em... Còn em thích nhiều. Dạ, nếu như mà mình có điều kiện thì em dĩ nhiên em muốn nhiều con. Giống chị thích nhiều con. Tại vì mình có điều kiện nuôi thôi, nhưng mà nếu mà mình có điều kiện mà không suy nghĩ về tài chính á, thì dĩ nhiên em thích là nhiều con là tốt hơn. Nhưng mà bây giờ nuôi con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều, nên là thôi hai là được rồi chị ạ. Ừ, rồi. Quan điểm một trai một gái rồi, còn em thế nào nói dành cho biết đi. Cái đó điều đó không quyết định được, nên là con đi với mình là tùy duyên, không em không quan trọng trai gái. Con tới tùy duyên, còn gái không chịu không? Thì con gái không cũng em nghĩ cũng được, không sao. Sao không được? Hai đứa gái càng tốt chứ sao không được? Dạ, quá tốt. Ừ. Quá tốt. Đẻ thứ hai đứa gái tôi thấy hay lắm. Vui lắm. Rồi. Quá tốt. Bây giờ tiến tới đi. Nắm tay Thùy. Anh xin phép gia đình bạn nữ và anh xin phép em được nắm tay em và để cảm nhận hơn về cái tình cảm của anh dành cho em. Hay quá. Dạ. Trời, hai đứa này tôi không hiểu sao mà ngày xưa lại có người từ chối ra, tụi nó dễ thương quá mà. Anh xin phép mình nắm tay em. Tình yêu đâu có nắm gì. Yeah. Giống như đối tác làm ăn quá. Yeah. Đứng ra đây. Thì hai bàn tay của em rất là lạnh, nhưng mà anh nắm bàn tay của em, anh thấy được cái sự chân thành, tình cảm trong đó. Và nếu mà em nhìn vào anh là một người đàn ông chững chạc, và anh có thể lo được cho em và gia đình sau này, và anh sẽ tin là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Điều đó là em hoàn toàn tin tưởng. Dạ, em cũng mong anh làm được những điều anh nói trong hôm nay. Anh sẽ làm được. Tặng bài hiến hiến. Đừng có buông ra chưa. Ý gì? Không có ngứa đâu, gãi đâu, lúc hết chân á. Anh thực sự đến đây thì anh cũng không có chuẩn bị gì nhiều. Anh cũng không có giỏi về vấn đề ca hát, nhưng mà những cái lời anh nói, tình cảm của anh nó là thật lòng và nó là sự thật. Thì anh xin tặng cho em mà chương trình một cái bài hát, cũng anh hát không có hay. Dạ. Thà như thế. Dạ. Cô giấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nỗi sầu đầy một câu trước khi về rơi. Chiều buồn nhàn nhạt nghe cơn hấp hối chút ngọt ngào, người hỡi hôn nhau đi lần cuối. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng có nếu kéo nếu ta gặp nhau chỉ hỡi em. Thôi khỏi đi, chuyển đi. Dạ. Chuyển. Em gái hát đi, hát. Em không có thuộc. Không có thuộc đúng không? Dạ, hát đúng kiểu là hát lần cuối luôn á, sợ hát không kịp á. Hát gấp lắm.
Rồi. Mời em ngồi. Thôi trở về vị trí nào. Những cái gì mà Hiến nói thì bây giờ bạn nhìn Ý Quỳnh, Thùy Thùy suy nghĩ cho nó kỹ ha. Dạ. Hiến đã nói hết những cái gì suy nghĩ của Hiến rồi. Bây giờ Thùy suy nghĩ cho kỹ, mình đưa ra quyết định của trái tim mình nha. Để tay mình nút bấm đi Hiến. Dạ. Bây giờ chúng ta có thể đùa vui chút xíu, chúng ta có thể trò chuyện với nhau thông qua người thân của chúng ta, góp ý hết rồi. Mình xem tính cách hai người thế nào, lắng lòng lại một chút xíu, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, không cần bấm, nhường cái nút bấm cho người khác. Và khi bấm, chúng ta phải có trách nhiệm về những quyết định của mình nha các bạn ha. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hai bạn chính thức hẹn hò với nhau. Đấy, nắm tay nhau đi nào. Nào. Nụ hôn đầu đời coi nào. Anh có thể anh có là em anh biết là em có là ngại và dạ. Và anh thực sự đây là lần đầu tiên anh nắm tay bạn gái. Nó là khoảng tầm cũng phải gần 20 năm rồi và anh có cái cảm giác này, anh rất là trân trọng. Thì anh rất muốn được hôn lên má em và anh sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc này. Em có thể cho phép anh được làm điều đó không? Dạ. Okay, cảm ơn em. Tuyệt vời. Để Nguyên chưa? Nụ hôn đầu tiên nó phải lắng đọng chút xíu Hiến, từ từ nào. Từ từ, nhẹ nhàng để Nguyên không có hửi gì vậy được. Anh sẽ phép hôn lại. Để Nguyên. Thôi là bạn nữ hơi ngại. Rồi. Dạ, okay. Bây giờ vậy. Bánh này ngon lắm. Đừng có xin nữa của người ta. Không có, không có xin. Tính sao? Bây giờ Hiến cầm cái đi. Dạ. Đó. Hai cái. Để cho bạn Thùy cầm cái. Dạ. Cầm tay bên kia kìa. Buông cái tay ra đi. Rồi. Cầm tay bên đây. Đó. Ăn bánh đi. Dạ. Để Nguyên, để Nguyên. Mời bà mối ăn bánh. Bánh tình, bánh nghĩa. Từ nãy giờ. Bánh phu thê. Mời tôi ăn bánh. Chứng kiến hai đứa nó hạnh phúc ăn cái bánh hôm nay. Nhớ ngày đặc biệt này nha hai đứa. Không thể nào quên được. Người đi bánh ở lại nha. Nói vậy thôi chứ. Tuyệt vời lắm. Trong giây phút này anh còn hạnh phúc lây cho tụi em nữa. Yeah. Những cái lời em nói á, nó làm rung động trái tim hàng triệu người á. Yeah. Không riêng gì Thùy đâu. Yeah. Thùy có rung động không? Yeah. Rung động tới mức mà anh thấy bánh càng ngon hơn nữa. Thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Yeah. Rồi, tặng quà đi em. Chả bánh cho người ta. Chả bánh cho người ta. Hả? Chả bánh, đừng làm vậy. Tuyệt vời. Những giây phút này không bao giờ mình quên được hết. Hai đứa hạnh phúc một, mà khán giả hạnh phúc nhiều hơn nữa nha. Chú cố gắng giữ lấy những cái gì mình đang nói nha Hiến nha. Dạ, chú lên trước. Rồi,